Thưa quý vị, sau nhiều ngày trinh sát, vào tối qua lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở bơm tạp chất vào tôm, thậm chí là biến tôm chết thành tôm sống tại cơ sở kinh doanh tôm tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng Mai Đức Tâm cùng hai người làm thuê đang có hành vi bơm tạp chất vào tôm. Tinh vi hơn các gian thương khác, cơ sở này còn tự chế tạo một hệ thống bơm áp lực với 6 vòi phun để bơm tạp chất, thay cho cách dùng kim tiêm xi lanh truyền thống. Một số cái đối tượng trên cái địa bàn huyện Đông Anh có cái biểu hiện thu gom những cái tôm chết ở những cái chợ đầu mối và về những cái cơ sở để sơ chế và bơm những cái tạp chất. Theo như các đối tượng khai nhận là thạch rau câu. Hoạt động từ tháng 10 năm 2017, mỗi ngày cơ sở này đi thu mua khoảng 50kg tôm chết từ các đồng nuôi tôm tại huyện Đông Anh, rồi đem về bơm tạp chất bán kiếm lời. Mỗi kg tôm sau khi bơm, các đối tượng này có lãi khoảng 50.000 đồng. Và chiếc máy bơm áp lực là dụng cụ không thể thiếu để biến tôm chết thành tôm tươi. Cái này bọn em gọi là hàng nó xấu quá thì bọn em mới làm thôi. Làm cái máy này thôi. Còn không là dùng bằng kim kia hết ạ. Những con tôm chết vớt từ đầm lên đã ươn, nhiều con trắng bệch, rụng đầu. Theo kết luận của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là hoàn toàn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế nhưng với những mánh khóe của cơ sở này thì người tiêu dùng khó mà phân biệt được. Cái aga từ cái tạp chất bơm vào nó nóng. Nóng khi gặp thịt tôm thì nó sẽ đỏ, ửng đỏ như vậy thì ta vứt vào một cái đưa vào cái chậu nước hoặc chậu đá lạnh ấy, thì cái thạch nó sẽ đông cứng lại và con tôm trông rất là đẹp. Cứ 10kg tôm chết qua tay cơ sở này thì người tiêu dùng sẽ phải trả thêm tiền cho 1kg tạp chất mà chẳng hề hay biết. Đều đặn vào 2 giờ sáng, hàng chục kg tôm không đảm bảo vệ sinh được mang đến chợ đêm Long Biên để bán cho các tiểu thương. Trước những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ hơn 40kg tôm đã bơm tạp chất cùng toàn bộ máy móc thiết bị để điều tra xử lý nghiêm theo quy định.